Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Công Thương trực tiếp tới tâm dịch Bắc Giang giải cứu vải thiều Lục Ngạn. Người Hà Nội tranh thủ ăn phở cắt tóc, uống ly cà phê, thưởng chén nước trà trước 12 giờ trưa. Chuyên gia y tế khuyến nghị mở cửa bật quạt là giải pháp phòng chống dịch COVID-19 rất hiệu quả. Hoài Linh chỉ đang diễn hài giữa đời thực, sẽ không đánh đổi niềm tin của khán giả lấy những đồng tiền từ thiện. Kính thưa quý vị, mùa thu hoạch vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang năm nay rơi đúng vào thời điểm Bắc Giang trở thành ổ dịch lớn nhất cả nước. Với hàng trăm ngàn tấn vải thiều trên toàn tỉnh, hiện nay các phương án giải cứu đang được nhanh chóng triển khai. Theo báo Dân Trí, tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết vải thiều Bắc Giang đã vào mùa có giá trị rất lớn. Tôi đã chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trực tiếp lên Bắc Giang bàn bạc với địa phương để có giải pháp cụ thể. Chúng ta phải thích ứng với tình hình, không có cách nào khác. Theo báo Tuổi Trẻ, từ ngày 20 tháng 5, vải thiều tại Bắc Giang đã bắt đầu thu hoạch và dự kiến có lô hàng vải thiều đầu tiên xuất khẩu sang Nhật vào ngày 26 tháng 5. Trong năm 2020, toàn tỉnh Bắc Giang trồng 28.100 ha vải thiều, sản lượng ước tính là 180.000 tấn, tăng 15.000 tấn so với năm trước và bắt đầu thu hoạch chính vụ từ ngày 10 tháng 6 đến 20 tháng 7. Từ đầu năm đến nay, huyện Lục Ngạn, thủ phủ trồng vải thiều của Bắc Giang, đã phải liên tục thay đổi kịch bản tiêu thụ vải thiều để phù hợp với tình hình dịch COVID-19. Đến nay, đúng lúc cần thu hoạch thì Bắc Giang lại trở thành tâm dịch lớn nhất cả nước và các phương án giải cứu đang được khẩn trương thực hiện. Kính thưa quý vị, sau công văn hỏa tốc của Chủ tịch thành phố Hà Nội về việc đóng cửa quán hàng, sáng nay báo Vietnamnet cho biết người Hà Nội đã rất nhanh tranh thủ chút thời gian ít ỏi buổi sáng để ăn phở cắt tóc trước 12 giờ trưa. Những hình ảnh ghi nhận tại khu trung tâm Hà Nội cho thấy khách quen của quán phở Thìn cạnh Hồ Gươm vẫn giữ thói quen ăn sáng. Nhiều người tranh thủ ăn phở trước giờ Hà Nội tạm dừng các dịch vụ trên để phòng chống dịch COVID-19. Nhiều người thì tranh thủ cắt tóc trước khi lực lượng công an, y tế đi phát bản cam kết tuân thủ cho những chủ tiệm. Kính thưa quý vị, khi đại dịch lây lan mạnh tại nhiều khu công nghiệp thì các chuyên gia y tế đã đề nghị một giải pháp phòng chống dịch rất đơn giản mà hiệu quả, đó là giữ cho môi trường thông thoáng để chống tích tụ virus nồng độ cao. Theo báo VN Express, bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam cho biết, trong dịch SARS năm 2003, hầu hết nhân viên y tế Việt Nam bị lây nhiễm virus do môi trường phòng bệnh thông khí kém. Covid cũng tương tự như vậy, đặc biệt biến chủng Ấn Độ có khả năng lây lan nhanh trong không khí. Các nghiên cứu trên thế giới chỉ ra rằng ở nhiệt độ 4 độ C, Covid sẽ còn nguyên trong 14 ngày. Ở nhiệt độ ở 70 độ C thì sau 5 phút virus sẽ chết. Đáng lo ngại nhất là những giọt khí dung nhỏ trong môi trường khép kín thông gió kém. Vậy nên bác sĩ Nguyễn Hồng Hà chia sẻ, các vũ trường, quán karaoke, phương tiện ô tô, khoang máy bay, phòng bệnh, phòng làm việc, khu công nghiệp là môi trường kín, tạo điều kiện thuận lợi cho hạt khí dung tích tụ, dễ lây bệnh nhanh đúng như bối cảnh dịch hiện nay. Theo bác sĩ Hà, các biện pháp lưu thông khí rất quan trọng. Nó không chỉ giúp cho môi trường lành mạnh mà còn phòng ngừa COVID-19. Kính thưa quý vị, chia sẻ của nghệ sĩ Hoài Linh về số tiền ủng hộ người dân miền Trung đang gây xôn xao dư luận. Sáng nay, một bài viết trên báo Vietnamnet với tiêu đề Hoài Linh đang diễn hài giữa đời thực có đoạn. Nhiều người tin rằng Hoài Linh sẽ không bán rẻ niềm tin của khán giả để đổi lấy những đồng tiền từ thiện. Lời giải thích của nam danh hài tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, nhiều người cho rằng Hoài Linh đang tấu hài với lý do dịch bệnh nên không thể đi cứu trợ ngay được. Trong khi đó, người ta vẫn thấy ông tham gia hai chuyến từ thiện của các đơn vị tài trợ. Điều này khiến cho nhiều khán giả cho rằng Hoài Linh đang diễn hài trong chính cuộc đời thực. Nhiều người tin rằng Hoài Linh sẽ không thể bán rẻ niềm tin của khán giả để đổi lấy số tiền hơn 13 tỷ đồng ấy. Vâng, bản tin của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.